Tối ngày 7 tháng 7, trên tuyến đường Ngô Quyền thuộc địa bàn phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe container và xe máy khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ. Vào thời điểm trên, xe container biển kiểm soát 50H03934 kéo theo rơ móc biển kiểm soát 43R02549 do lái xe Trương Đình Khánh, 39 tuổi, trú phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ điều khiển, lưu thông trên đường Ngô Quyền theo hướng từ cảng Tiên Sa về phía cầu sông Hàn. Khi đến trước số nhà 688 Ngô Quyền, thì xe container dừng lại và ra tín hiệu cảnh báo khẩn cấp. Bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy biển kiểm soát 43S6-6424 do ông Nguyễn Tam Nhân, 59 tuổi, trú phường An Hải Đông, quận Sơn Trà điều khiển, lưu thông cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến ông Nhân thương tích nặng, tử vong tại chỗ. Nhận được tin báo, Công an quận Sơn Trà đã khẩn trương có mặt khám nghiệm hiện trường và điều tiết giao thông trên tuyến. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ.